Hello, chào quý anh chị nhà đầu tư nhé. Thì qua clip ngắn đó thì chắc anh chị cũng đã hiểu được cách giao dịch của cái chỉ báo Volume Profile rồi. Thì như những cái clip trước mà Lộc hay đăng á, thì Lộc hay nhắc tới cái chỉ báo này. Và đối với Lộc á, đây là một cái chỉ báo này rất là hiệu quả mà trong mỗi bài phân tích của Lộc á, thì không thể nào bao giờ thiếu nó được. Khi mà Lộc không xài chỉ báo này á, thì cái lúc mà Lộc ra quyết định nó sẽ không hiệu quả nhé. Thì sau đây á, Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị cách để có thể giao dịch với chỉ báo này một cách đơn giản nhé. Thì về cái chỉ báo này á, thì rất là phức tạp và nó rất là nhiều mẫu hình, cụ thể là bốn cái mẫu hình để chúng ta hay giao dịch. Nhưng mà Lộc thấy chúng ta nên đơn giản cách giao dịch của chỉ báo Volume Profile lại để cho cái quá trình đầu tư của chúng ta thể hiệu quả hơn nhé. Cụ thể thì trong cái chỉ báo Volume Profile này á, thì Lộc chỉ quan tâm đến hai vùng thôi. Vùng đầu tiên á, đó là vùng POC, đây là vùng Point of Control nhé, nó là một vùng kiểm soát. Có thể nói đây là cái vùng á, mà nó chứa nhiều khối lượng cái Bitcoin nhất. Vùng thứ hai á, là vùng LVN á, đây là vùng low volume node, là cái vùng thiếu thanh khoản. Thì hai cái vùng này á, nó có thể giúp cho các anh chị xác định được những cái vùng hỗ trợ và kháng cự nhé. Còn đối với vùng POC này á, thì nó có một đặc điểm á, nó có thể cho chúng ta biết được cái vùng nào á, mà cái vùng Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, để chúng ta thể bơi theo cái mập. Hoặc là khi các anh chị đầu tư dài hạn á, chúng ta nên tập trung mua gom cổ phiếu ở cái vùng mà Bitboy nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, để mà chúng ta có thể tối ưu được cái hiệu suất đầu tư cũng như là giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư mình nhé. Thì đây là một cái cổ phiếu HPG đây, thì hiện tại ấy, cái vùng mà các Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất đó chính là vùng 21.69. Đây các anh chị có thể thấy cái đường màu đỏ đây. Đây là cái vùng mà các Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Thì khi mà các anh chị thấy giá cổ phiếu nó về cái vùng Bitboy này, các anh chị có thể mua gom được và nó sẽ cho các anh chị một cái hiệu suất đầu tư rất là cao đây. Tăng ngay 2% đây. Vùng POC này các anh chị có thể nó coi nó là một cái vùng hỗ trợ tiềm năng nhé, vì ở đây á, cái khối lượng Bitcoin chứa rất là nhiều, vì khi mà cổ phiếu giảm á, cái Bitcoin chắc chắn sẽ đợi giá cổ phiếu rồi, đúng không nào? Thì đây là một cái hỗ trợ tiềm năng đây. Về cái mặt trung hạn và dài hạn thì các anh chị có thể mua gom khi mà cái giá cổ phiếu nó giảm về cái vùng này nhé, thậm chí là khi cổ phiếu nó lúc mà nó giảm ở đây các anh chị có thể mua gom luôn, mặc dù nó lỗ như thế này thôi nhưng mà về sau nó vẫn sẽ bị hút lại cái vùng này nhé. Thì về cái mặt trung hạn và dài hạn thì chúng ta phải trước tiên chúng ta phải có nhiều tiền và cái khoản đầu tư của chúng ta chắc chắn phải trên 1 năm thì nó mới đạt hiệu quả nhé. Nếu mà đầu tư của các anh chị á, chỉ dao động từ 3 đến 6 tháng á, thì chắc chắn cái chỉ báo nó sẽ không hiệu quả, vì đôi khi á khi mà nó giảm ở đây các anh chị cắt lỗ rồi á, thì về lâu dài sao mà nó hiệu quả được, đúng không nào? Thì cái chỉ báo này á thì Lộc cũng đề cập ở đây là các anh chị đầu tư chung và dài hạn thôi nhé, còn về lướt sóng thì dùng chỉ báo này cũng được nhưng mà về cái tính hiệu quả nó không cao. Còn cái vùng LVN này đó chính là một vùng thiếu thanh khoản nhé, các anh chị có thể dùng nó làm một cái vùng kháng cự cũng được. Thì các anh chị có thể coi cái vùng này á, nó là một cái vùng hố đen nhé. Thì khi mà cổ phiếu nó tăng lên á, thường nó sẽ hay bị hút về cái vùng này. Đây đây là một cái vùng kháng cự đây, thì giá đang phản ứng lại với cái vùng này rồi. Đây cổ phiếu đang phản ứng lại với cái vùng này với cho một cái nến rất là xấu đây. Thì ở trên này á, khi mà các anh chị có vị thế giá rồi, các anh chị có thể chốt lên 50% ở trên này cũng được nhé. Nếu mà chúng ta không dùng chỉ báo này á và chúng ta không xác định được vùng LVN á thì chúng ta sẽ không có thể xác định được vùng kháng cự chính xác nhé. Nếu các anh chị xác định cái vùng kháng cự ngay cái đỉnh ở đây, đôi khi á, chúng ta ngay đây chúng ta đã bán rồi á, thì khi mà giá tăng thì chúng ta rất là tiếc, đúng không nào? Thì cái chỉ báo này cũng khá là hay như vậy nhé. Còn về cái mặt dài hạn, các anh chị cứ mua ngay cái vùng POC cho mình, nó sẽ giảm thiểu rủi ro rất là nhiều. Thì các anh chị vẫn phải chia vốn ra và quản trị rủi ro cho Lộc nhé. Giờ chúng ta qua một ví dụ khác về một cái cổ phiếu khác đi. Mình sẽ ví dụ một cổ phiếu HBC đi. Đây. Thì ngay cái thời điểm này á, cái vùng POC nó là nằm ở đây. Thì đây là một cái vùng mà các Bitcoin nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Và ở trên này cũng được coi là một vùng POC đây. Tại vùng hai vùng này khối lượng tương đương nhau thì nó sẽ tạo cho chúng ta một vùng kháng cự ngay đây. Và một cái vùng hỗ trợ ở dưới này. Đây về mặt dài hạn các anh chị có thể mua ngay tại cái vùng dưới này nhé. Mua ngay tại vùng 7.89 cho tới vùng 9.3 đây. Thì mua ngay khu vực này cũng khá là an toàn rồi, vì cổ phiếu nó đã chiết khấu một đoạn khá là xa rồi. Còn về cái kháng cự trung hạn á, thì nó sẽ nằm ở ngay cái vùng LVN đây, vùng thiếu thanh khoản đây. Đó thì các anh chị có thể ngay mua gom lại cái vùng này cho mình nhé. Và đến đây các anh chị có thể bán cho mình 50%. Và kỳ vọng của chúng ta về trung hạn nó vẫn sẽ lên cái vùng này nhé. Đó thì lâu nay ấy, thì chúng ta hay xem cái khối lượng ở thanh dọc ở dưới này đây. Nhưng mà
cái thanh dọc này nó sẽ không cho chúng ta ý nghĩa hết của cái những cái hành động giá của cổ phiếu nhé. Thì dấu chân của cái Bitboy nó nằm ở ngay cái vùng profile này để chúng ta thể biết được cái vùng giá nào mà nó đang nắm giữ nhiều. Còn những cái thanh nến mà như thế này nó chỉ cho chúng ta biết được cái khoảng nến nào á là cái Bitboy tham gia thôi, chứ nó không thể nào cho chúng ta biết được cái khoảng giá nào mà cái Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Đó thì cái chỉ báo volume profile này nó sẽ nói hết cho chúng ta những điều đó. Còn khi nào mà các anh chị quan tâm đến những cái cây nến dọc này, chúng ta chỉ quan tâm đến việc lướt sóng thôi nhé. Còn về mặt chung và dài hạn chúng ta không mua được theo nữa nhé. Vì các anh chị có thể thấy khi mà cây nến xanh này với volume cao này, về mặt trung hạn các anh chị mua ngay đây thì có phải là các anh chị đã bị dính một khoảng lỗ rất là lớn ở đây không? Nó lên tới 66% đúng không? Chúng ta không mua theo được cây nến này được nhé. Còn nếu mà chúng ta lướt sóng á, tay ghép chúng ta ngắn ấy, thì chúng ta thể ăn được một khoản đây 8% đây, thì áp dụng thì cũng khá là ok thôi. Thì vậy mình mới nói là cái chỉ báo volume profile này chỉ áp dụng cho những nhà đầu tư chung và dài hạn nhé. Còn những nhà lướt sóng áp dụng theo đôi khi không có tính nhất quá nó sẽ không hiệu quả về lâu dài. Một cái cổ phiếu khác BIF này. Đây cái cổ phiếu này thì cái bốc của nó nằm ở đây đây. Đây là cái Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất đây. Nhưng mà không phải là khi nào cái Bitboy nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất thì các anh chị thể mua theo được đó nhé. Chúng ta phải xem những cái nến nó đang nói lên điều gì, nó đôi khi nó sẽ phải phá thủng cái vùng này. Và cái vùng này á, lúc nãy mình đã nói nó sẽ được coi là một vùng hỗ trợ và các anh chị phải bán ngay lập tức và quản lý rủi ro cho mình nhé. Đó, cái POP này rất là quan trọng nhé. Nó có thể được coi là kháng cự và cũng có thể được coi là một cái vùng hỗ trợ tiềm năng. Đây, cái vùng LVE này nó thấp nhất ở ngay vùng trên đây. Chúng ta thể đặt ra những cái target của mình dựa vào cái hành vi volume profile để có thể xác định được hành vi giá của các big boy nhé. Một cổ phiếu CRE đây, đây là một cổ phiếu mà mình đã từng phân tích trên Facebook đây, thì mình đã đặt cái target trung hạn nó là 40% ngay cái vùng kháng cự này. Thì lý do mình khuyến nghị cổ phiếu này cũng rất là đơn giản thôi, thì mình đã xác định được vùng top của nó đây. Đây là một cái vùng cái boy nắm giữ khá nhiều cổ phiếu, đồng thời nó cũng hợp luôn một cái vùng hỗ trợ ngay dưới đây đó, thì nó sẽ cho Lộc một cái điểm mua rất là an toàn về mặt chung và dài hạn nhé. Còn cái vùng kháng cự Lộc xác định được vùng. Thực ra thì trong Forex thì mình hay dùng thuật ngữ Fair Value Gap ấy, nhưng mà trong chứng khoán thì mình nên đổi thành điểm LVN đi. Đây là một vùng chống thanh khoản nhé, thiếu thanh khoản. Đó thì mình có thể xác định được cái vùng kháng cự mạnh ngay đây đây. Target trung hạn mình sẽ lên tới đây đây. Và cổ phiếu đã phá vỡ cái đường trend line này rồi. Thì điểm mua cũng khá là ok thôi nếu anh chị kiên nhẫn. Dòng tiền nó cũng đã bắt đầu vào đây. Khối ngoại thì nó đang bắt đầu mua ròng đây. Đây nó mua ròng rất là nhiều đây. Về mặt chung và dài hạn thì các anh chị có thể gom cổ phiếu CRE cho Lộc nhé. Thì đó thì tóm lại trong cái chỉ báo volume profile này các anh chị phải chú ý đến hai vùng cho Lộc thôi. Không cần quan trọng quá nhiều về cái mẫu hình của volume profile đâu. Vùng đầu tiên là vùng POC. Thì đây là cái vùng mà các Bitboy đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Thì các anh chị nếu mà về mặt chung và dài hạn thì các anh chị có thể mua gom cái vùng này cho Lộc. Nó cũng khá là an toàn. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp thêm nhiều cái chỉ báo và phương pháp khác nhé. Chứ nếu mà các anh chị kết hợp với chỉ báo volume profile này một cách riêng lẻ thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao. Ví dụ ta có thể xác định được cái vùng hỗ trợ ngay đây và cái vùng POC nó nằm ngay đây đây, thì nó đã đang cho chúng ta một cái sự hợp lưu rất là mạnh, thì cái điểm mua chúng ta có xác suất thắng rất là cao. Tiếp theo cái vùng thứ hai đó là vùng LVN đây. Đây là vùng thiếu thanh khoản nhé. Thì cái vùng này thì các anh chị có thể xác định cho Lộc được một cái vùng kháng cự nhé. Các anh chị có thể coi cho Lộc cái vùng này là một cái hố đen nhé, là một cái vùng thiếu thanh khoản. Thì cái vùng này nó sẽ thu hút được rất là nhiều nhà đầu tư cá nhân đặt target ở ngay cái vùng này nhé. Thì đầu tư chứng khoán phải có sự kỷ luật. Khi mà chúng ta vào lệnh chúng ta xác định được chúng ta nhà đầu tư nào lướt sóng thì hãy đặt theo target và stop loss của lướt sóng. Còn chung và dài hạn thì chúng ta hãy đặt target và stop loss mục tiêu của chung và dài hạn. Chứ không phải nào mà các anh chị lướt sóng mà các anh chị để mục tiêu target của các anh chị ở trên này là không được nhé. Đôi khi trong ngắn hạn sẽ có những phiên rủ bỏ mà chúng ta, nếu mà chúng ta tâm lý yếu chúng ta sẽ không nắm giữ được những cái vùng đó. Và những anh chị nào đầu tư chung và dài hạn mới có đủ sức tâm lý chịu đựng qua những cái vùng đó và đặt mục tiêu cao hơn thôi. Các anh chị nhớ cái chỉ báo rất quan trọng nhé, và chúng ta nên áp dụng nó trong quá trình phân tích của mình. Lộc chắc chắn nó sẽ cho các anh chị một cái sự bất ngờ rất là lớn, tại vì Lộc đã trải nghiệm cái chỉ báo rất là lâu rồi. Video của Lộc đây là hết rồi, chúc anh chị đầu tư thành công nhé.